Ai đó? Cục lót hoa. À, xịt lót hoa. Con nói con. Con nói xin chào. Con xin chào. Ông bà. Ông bà cô bác. Con bà cô bác. Giỡn hết ta. Con tên gì? Lót hoa. Con tên? Con tên lót hoa. Giỡn á. Bữa nay là nhổ cái răng nha cả nhà. Lấy cái sợi chỉ này đây. Đi nhổ răng. À, chú khoan khoan cuộc lại. Rồi chắc rồi nha cả nhà đi. Chết phải con gà. Bây giờ làm lại lần nữa nha cả nhà. Giỏi quá là giỏi quá rồi. Dính cái răng rồi. Trời ơi chưa được nữa. Sao mà cái răng gì mà chắc dữ vậy? Bây giờ là làm lần này là hả cái miệng ra đi. Bây giờ lần này là cho nó chính xác luôn nha. Đó. Đây là TikTok. Bây giờ cố gắng cuộn cái răng cho nó thật. Ê đừng có cười, đừng có cười. Cười cái nó bị vụt cái sợi chỉ ra. Quá. Cả nhà ơi, cái răng rồi, cái răng đây, 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 cái răng đây. Đây này nha, cái răng đây. Xong cái răng rồi. Đó, con gái của mình đã gụng một cái răng nữa đây. Giỏi quá. Mình lấy cái sợi chỉ mình giật ra 3-4 lần gì đó thì cũng thành công một lần. Giỏi quá ta. Ở bên đây á cả nhà, khi mà con nít nó gụng răng á, cái nó sẽ lấy cái răng đó nó để dưới cái gối. Cái người ta nói là sẽ có một cái con chuột á, nó sẽ tối nó chạy, nó bò lại, nó lấy cái răng và nó sẽ để là một cái đồng xu, một đồng tiền á cả nhà. Thành ra là khi mà con nít nó gụng răng á, nó không có bị sợ, tại vì nó suy nghĩ sẽ được tiền á, được tiền để đi mua bánh kẹo á cả nhà. Đó, cái răng nhỏ xíu này á là mình sẽ để đây, mình gói lại để tối nay cho con gái mình để phía dưới cây gối á, để sáng ngày mai là được tiền á nha cả nhà. Bí mật. Con chuột này là con chuột ba với mẹ. Con chuột ba với chuột mẹ. Để hôm nay là đi về nhà anh bạn chơi cuối tuần đó nha cả nhà. Đây cả nhà ơi, thấy không, xung quanh là sương mù thôi, tại vì á tuần này trời mưa, hồi tối hôm qua mưa. Nó quay cho cả nhà coi giống như là đang ở trên mây vậy á, nhìn không thấy gì luôn á. Đó, chỉ là sương mù á, sương mù dày đặc mà. Đó, lúc trước á quay cảnh trời nắng thì nhìn đẹp lắm nha. Còn bây giờ nó nhìn thấy cái cảnh này ha. Xong rồi mà nếu mà không có đi làm á, mà ngồi ở nhà mà không có xe chạy nữa đó, trời ơi ngồi nó buồn xỉu luôn. Đó, chị em nào mà cưới chồng mà qua bên Pháp đi xuống ngay chân mấy cái vùng quê mà cỡ như quê này của mình á, là chuẩn bị tâm lý là buồn xỉu luôn á. Đây giờ này là 8:45 bên đây nha cả nhà. Giờ cho cả nhà dẫn ra, cả nhà đi ra ngoài này coi cái này nha. Đó. Cả nhà nhìn xem cái giờ này bao nhiêu độ nha. Mùa hè đó 13.7 là trời se lạnh đó nha cả nhà nè. Còn độ ẩm là 87.7% nè, tại vì hôm ngày trời mưa á cả nhà, lạnh quá luôn á. Mùa hè mà 13 độ buổi sáng là thấy cũng lạnh lắm luôn. Hồi sáng á, mới thức dậy tầm khoảng 6 giờ á, là xung quanh đây là mình quay đó, là toàn là sương mù không. Giờ này là ánh sáng mặt trời lên rồi đó cả nhà. Đó, nhìn từ xa ha, nhìn thấy đẹp quá. Còn đây là cô mèo mập Ilu. Ilu xin chào đi, xin chào. Ilu Ilu. Hổng gài không có về thăm, bữa nay về thăm thăm mấy con mèo. Đó, mở cửa ra cái là cả gia đình mèo đi ra ngoài sân chơi đó cả nhà. Đây là cái bãi chiến trường của mấy đứa con mình chơi ở ngoài sân chưa có dọn dẹp đó cả nhà.
Đây là cái đồ xích đu ông bạn mình ông làm cho tụi nhỏ đó. Mà trời mưa không có ra ngoài này chơi được. Bây giờ mình đi xuống dưới để mình cho cá ăn nha cả nhà. Lâu rồi không có coi cá. À có một cái bông. À cái bông nở. Trồng cái bông nè cả nhà. Bữa nay nó nở bông rồi nè. À đẹp quá. Bông này hình như bên Việt Nam mình gọi là bông ly thì phải. Trồng cũng cùng một thời điểm cả nhà mà nè. Có nhiều kích thước kích cỡ khác nhau nè. Ngộ quá hả. Đó, cây lớn, cây nhỏ, cây có bông, còn cây kia không có gì hết. Bây giờ mình sẽ đi cho cá ăn thôi. Bông này là bông dại đó cả nhà, đẹp quá ha, bông màu tím nè. Đó. Vài bữa nữa là trời nắng lên là mấy tụi mình sẽ đi cắt cỏ nha. Tại vì cỏ ở đây nó đã lớn, nó keo hết rồi. Rồi cái nha, cỏ nè, cỏ cao hết rồi nè. Toàn là bông không à, bông mọc tùm lum hết trơn. Cái này là phải cắt thôi chứ để mà nó cao quá là cắt khó lắm. Trời ơi, cái bụi cỏ này nó càng ngày càng lớn nè. Nhìn thấy ngon quá trời luôn á. Mà tiếc là ăn không có được. Để đi mở cửa. À chết không. Rồi ổng khóa cửa lại rồi. Để ngồi ổng thức đi kêu ổng mở cái cửa này ra. Cửa dưới kho mà cũng phải khóa lại nha cả nhà. Chứ không thôi lỡ người ta đi vô. À, mấy con cá nó nghe mình lại đó, nó nghe tiếng động á, cái nó chạy lại kìa. Ồ, nhiều quá. Công nhận cá đây nó dạng quá trời dạng luôn á. Cái con này là con bự nhất đây. Cái con màu trắng trắng là con bự nhất á. Mỏng khi nào mà chập mà bắt được nó chứ. Đụng được thôi. Ồ, hôm nay là có được mấy cái bông súng nha. Đó, cả nhà thấy không? Bông súng đây. Bông súng này chắc đợi khoảng mặt trời nắng nắng lên chút xíu nó mới nở ra. Đẹp quá. Đây. Chú mèo gừng. Trời ơi, cái nó đi nó cắn lộn hay gì á, cái cần cổ của nó bị chảy máu. Ghê quá. Nó tối ngày là nó đi ra ngoài vậy đó. Nó không ít khi nào nó ở trong nhà lắm luôn á cả nhà. Hôm hổm á đi siêu thị á, cái anh bạn mình nè. Ổng thấy cây chanh không, nó mua cây chanh nè. Cây chanh có được một trái thôi. Tại mình thích ăn chanh lắm, tuần nào mình cũng mua chanh hết á. Mà chanh mà trồng bên đây không biết tới năm nào mới ăn được nữa. Á được 2 trái. Đây nữa, 3 trái, được 3 trái chanh. Đây, hôm hổm á có một chị á nói mình á vừa anh bạn mình á có vườn nè, trồng rau cái quay phim đồ cho mọi người. Mà mình ít đi về đây á cả nhà. Thành ra là trồng rồi đâu có ai chăm sóc. Đây là cái hệ thống rau Việt Nam của mình ở bên Pháp đây. Trồng xong rồi lâu lâu mới về á, thành ra nó đây là cái cây ngải cú nè. Nó nhỏ xíu vậy nó bị đẹp hết trơn rồi, đây cây nè. Còn là cây gấp rau díp cá nè. Trời ơi nhìn thấy tội nghiệp quá, giống như nó bị bệnh nữa. Nó thành ra không có về đây thường là đâu có ai chăm sóc chứ, toàn là cỏ không à. Ở đây tụi mình không có trồng mấy cái cây mà cái loại cây ở bên Pháp nè, cây nho đâu nè cả nhà. Thì mấy cây này mình bỏ hoang vậy nó tự mọc được không sao. Còn trồng rau màu mà mấy cái cây mà đặc biệt đặc trưng bên Việt Nam là phải chăm sóc mới được, chứ ở đây mà không chăm sóc thì chết hết. Đây là nhìn thấy là cỏ là nhiều. Ô cái cây này lớn quá ta. Cây này bữa nay tốt quá. Đó, mà hình như không có trái nào chứ. Hôm trước đi chợ mua được 2 trái bắp này nè cả nhà. Một hồi là mình đem lên mình luộc cho hai con mình ăn đó nha. Trước khi luộc á, thì bắt đầu mình lấy hành ra để mình cắt, mình làm cái món ăn để dành cho buổi trưa. Hôm trước á, mình và anh bạn mình làm cái video mà cắt hành á, xong nó cay mắt rồi cái muốn khóc luôn á cả nhà. Và được cô dì chú bác chỉ cho cái cách là ngâm củ hành vào nước đá lạnh trước khi mà cắt á. Hôm nay mình làm giống như lời của cô dì chú bác luôn. Mà thật sự hiệu quả nha cả nhà.
hôm nay á đi về đây á mình không có đem theo cái đồ quay phim, thành ra vừa một tay quay phim một tay làm bếp, thành ra nó hơi khó. Trước khi á mình luộc cái phần mà mì này đây là mình phải cắt một cái miếng bơ. Ở bên đây người Tây người ta hay làm cái món này nó như thế, cắt vào trước giống như là bơ này giống như cái dạng dầu vậy đó cả nhà. Mình để vô trong một cái thau lớn đi, một hồi khi mà bơ mình luộc cái phần mì nó nóng á, xong xuôi cái mình đổ ra đây để cho cái phần bơ này nó tan ra, nó hòa quyện vào trong cái mì để cho các sợi mì nó không bị dính lại với nhau. Đó, ở bên đây thì mình thấy người ta hay làm như vậy. Cái phần nước này thì nó đã sôi rồi. Đó, mình sẽ bỏ vào. Đây, có một cái tay này nó khó gì đâu. Đối với cái dạng mì như thế này đây á, thì người ta để làm 3 phút. Mình luộc 3 phút là xong á nha cả nhà. Không có luộc quá mềm. Quá mềm cho bắt đầu nó cái sợi mì á, nó bị bở lắm. À, mình vớt ra cái phần mì này nè, nó nóng á, cái nó làm tan chảy cái cục bơ. Sau đó cái bơ nó sẽ hòa quyện vô cái từng cái sợi mì để nó giảm đi cái sự mà bám dính của cái sợi mì á. Nó không còn dính với nhau. Mình cũng có thể để dầu nha cả nhà, để dầu cho nó đừng có bị dính á. Mà ở bên đây cái món này á, thì người Tây họ thường sử dụng bơ. Ở bên đây á, họ xài bơ dữ lắm luôn, nhiều lắm. Bởi vậy á, người nào người nấy á, cái bụng bự thật là bự luôn nhá. Tây bên đây thường là hay bụng bự lắm. Nam nữ gì cũng vậy hết, tại ăn đồ béo nhiều quá cả nhà. Đó, rồi mình trộn lên để cho cái cục bơ nó tan ra. Đó, cục bơ nó tan ra nhỏ xíu rồi nè cả nhà. Mà mình để cục bơ vô á, cái nó thơm cái mùi bơ lắm luôn á. Rồi sau đó là mình bỏ qua một bên, mình đi xào cái phần mà thịt heo này đây. Và để phi cái phần hành này cho nó vàng thơm á, cả nhà tiếp tục bỏ vô một miếng bơ nữa. Ở bên đây cái món này làm bơ dữ thần lắm luôn. Một sau đó là mình sẽ phi lên, mình phi không có cần phải cho nó vàng thật là vàng nha cả nhà. Cho nó cháy hơi xém xém thôi, là cho khi mà khi hành nó hơi xém tí xíu, cái nó có cái mùi thơm bốc lên á là được rồi đó. Nấu đồ ăn ở cả nhà nó hôi quá. Cái máy hút ở đây nó bị hư rồi. Thành ra bây giờ mở cái cửa ra, nhấn lộn. Đây, mở ra cho nó thoáng khí. Cả nhà biết cái này là gì không? Cái này là cái lưới á, lưới giống như lưới mùng ở bên mình vậy đó, mà nãy bằng sắt. Cả nhà biết để làm cái gì không? Để cho mũi nó đừng có bay vô cả nhà. Ở đây có một điều đặc biệt, ở cái điều đặc trưng ở bên Pháp mà ở vùng miền quê á, là mũi là có đó nha cả nhà. Chích á, chích đau lắm luôn á. Mà như nó không có nhiều như bên Việt Nam. Bây giờ cả nhà, bây giờ mình quên, mình chưa chỉ cho cả nhà coi cái này nha. Là ở bên Pháp mà ở cái miền quê nè, có một cái điều rất là đặc trưng vào mùa hè, mà chắc có nhiều người bên Việt Nam không có tưởng tượng ra. Để chỉ cho cả nhà coi nha. Cả nhà biết cái này là gì không? Cái đồ để bắt gùi á cả nhà. Gùi đây. Gùi đó đầy ra luôn nè. Đó. Ở bên Pháp này cũng có gùi nha cả nhà. Gùi nhiều nữa là đằng khác. Đó. Đây là ở trong bếp thôi nha, còn trên phòng khách nữa. Nhóc cái chân gùi luôn. Đó, xong rồi mình đổ cái phần mà thịt trong cái hộp hồi nãy ra đó cả nhà. Đây thịt nó như thế này, cắt nhỏ nhỏ mà thịt này nó mặn ngay giống như thịt heo ướp muối vậy đó. Mình xào lên cho nó săn thịt lại. Cái mình bỏ cái phần kem vô. Cả nhà thấy mình xào cái món này nè, cả nhà biết mình nghĩ đến cái món gì ở bên Việt Nam không? Ngày xưa mà vào các dịp Tết Nguyên Đán ở bên mình đó, cái mẹ mình mới hay mua thịt về xào để làm cái món bì á, gói bì á. Luôn khi nào cũng vậy chân á, là tới mua là nhiều lắm, 5-6 ký thịt heo gì vậy đó. Cái về mới xào, rồi xào thính, rồi xào với da đồ nữa đó. Da xong cái cắt ra, cái bắt đầu làm nhân, cái bắt đầu mẹ mình mới gói bì để dành để ăn trong cái ngày Tết, hoặc là để biếu tặng đó.
Mà hồi xưa là mình không có biết gói nhiều đâu nha cả nhà, nói chung dở lắm. Gói bánh ít cũng không biết gói, rồi gói bánh tét cũng không biết gói luôn, gói bì cũng không biết gói luôn. Lúc trước ở bên đây nè cũng có thử làm bì, làm bì da, làm mua da vậy cái mình cắt cho mình làm bì, mình ăn với cơm sườn bì đó. Mà cả nhà biết không, cái phần mà mình găm, mình gan thính á, mình gan gạo mình làm thính á, gan cái mình xay ra nó không có nhuyễn á, cả nhà cái mình trộn vô cái phần da của heo á, cái ăn á nó giống như nó lợn cợn á, nó đụng cái hạt thính nó to quá đó, ăn cái nó cứng lắm luôn, nó không có ngon. Mà tới bây giờ cũng chưa có làm lợi nữa, chắc một thời gian nữa cũng thử làm lợi. Mà thích ăn cơm sườn bì lắm, cơm sườn bì với thịt heo nè, làm chả trứng nè, là phải có phần bì mới ngon nha. Sau đó làm nước mắm ngon ngon chút xíu, rồi làm một hũ dưa chua, cà rốt với củ cải trắng rồi đó. Trời ơi, ăn vô là hết sảy luôn. Sau đó là mình bỏ cái phần thêm vô nha cả nhà. Bỏ, đừng có hết hộp, chợ cỡ bỏ vô khoảng độ là 3/4 cái hộp như thế này thôi. Ai muốn ăn béo hơn thì cứ bỏ béo hơn thôi, mình thì mình không có thích béo lắm, béo quá ăn ngán á cả nhà, thành ra bỏ vô 3/4 cái hộp này là vừa ăn đối với khẩu vị của mình á. Bây giờ là con trai mình nó phụ trách nó quay phim cho mình đó nghe cả nhà, tại vì bây giờ là sử dụng hai cái tay rồi đó, xong xuôi cứ để cái phần mì này vô, cần phải có hai cái tay để trộn lên á. Mì này nó dài quá đó cả nhà ơi, thành ra cắt ra cho nó ngắn lại cho nó dễ trộn lên. Nó dài quá cái nó bị dính lại với nhau á, nó gối bời luôn đó. Bây giờ thôi giờ tắt đi, nó bị hơi nóng quá rồi, ngồi không lên nó bốc hơi hết đó. Trộn lên cái mùi rất là béo, rất là nồng, cái mùi kem với mùi bơ. Rồi cảm ơn trai nha. Rồi. Đây nè cả nhà, xong rồi đó, nó là như vậy đây. Mì xào lạc đông. Đây là thành quả này nha cả nhà. Rồi, bon appétit tout le monde. À oui, con quên hả? Hai đứa quên luôn. Đó mọi người thấy cái gì không? Đó chú mèo gừng của nhà mình đó, khi mà mình ăn á là bắt đầu ngồi phía dưới để đợi coi đồ ăn có gớt xuống hay không đó. Đây nè cả nhà, bây giờ bắp là luộc chín xong rồi đó cả nhà. Mà mình không biết tại sao mà mỗi lần á mình luộc á là sau khi mà để nguội á là cái hột bắp nó bị teo lại giống như vậy đây. Không lẽ là mình để muối nhiều quá nó bị mặn hay như thế nào mình cũng không có biết nữa. Mà thay đổi kinh nghiệm hoài, lúc trước để nhiều muối cái bia thì nó bị giống vậy, để ít muối lại thì nó vẫn bị như vậy, mình cũng không biết tại sao nha. Mà mình ăn á cả nhà là nó không có bị mặn nha. Nếu mà không bị mặn tức là mình không để quá cái lượng muối, mà mình không hiểu tại sao nó bị teo cái hạt lại giống như vậy. Có cô dì chú bác nào mà có kinh nghiệm luộc bắp á, cho mình xin kinh nghiệm để lần sau mình luộc cho nó ngon hơn. Ui, bây giờ con ăn không? Con ăn trái bắp không? Ui. Rồi con lấy con ăn đi. Con cũng ăn luôn hả? Nè. Ai? Ờ mà con đang bị có hai cái găng rụng mà cạp bắp thì sao cạp được? Con gỡ hột bắp đi. Bây giờ mình có cái găng mình đau mình ăn mình cảm không được, gỡ ra. Mình xin tạm dừng video tại đây. Mình rất cảm ơn cả nhà đã theo dõi video và luôn ủng hộ kênh của mình. Mình chúc cả nhà một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Hẹn gặp lại cả nhà vào các video kỳ sau. Ôi trời, làm cái này ra để nó đựng hột bắp nè cả nhà. Nhiều nhiều quá thì vui đó hả?